Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên ở Hà Nội là một trong những tâm điểm của truyền thông địa bàn liên tục trong mấy ngày gần đây. Cách tới nửa vòng trái đất, song nhiều hãng truyền thông lớn thậm chí cập nhật từng giờ, lịch trình và hoạt động của hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội. Những hình ảnh về một thủ đô hiếu khách, náo nhiệt của nước chủ nhà cũng được nhiều báo lớn khai thác. Hãng thông tấn AP còn mô tả Hà Nội như đang trong mùa lễ hội, dù an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hội nghị. Trong khi đó, Fox Business lại tinh ý phát hiện nước chủ nhà hội nghị là một trong những thị trường tăng trưởng nóng ở phân khúc bất động sản cao cấp. Những giao tiếp thân thiện đầu tiên giữa hai vị lãnh đạo cũng nhanh chóng được nhiều hãng tin phản ánh. Hãng Fox News chạy dòng tít, Tổng thống Mỹ ca ngợi mối quan hệ đặc biệt với nhà lãnh đạo Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Hãng này dẫn lời Tổng thống Mỹ kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai sẽ thành công, đạt bằng, thậm chí là hơn kỳ trước. Ngày làm việc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo khép lại trên báo chí là thông tin thú vị về thực đơn của bữa tối giao lưu giữa hai đoàn đại biểu. Trang tin Politico mô tả bữa tối được cho là gọn nhẹ với cốc tai tôm, thịt bò nướng, bánh chocolate và nước hồng khô với mật ong. Kết thúc ngày đầu tiên giao thiệp, nhiều hãng truyền thông cho rằng không khí cởi mở thân thiện giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có thể là tín hiệu tốt cho ngày làm việc trọn vẹn với nhiều nội dung quan trọng sắp tới.